Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với video cuối cùng nói về hình thang trong cái chuỗi tứ giác. Thì mình nhấn mạnh lại là cái chuỗi tứ giác này á là nó chiếm 2/3 trong cái nội dung ở học kỳ 1 lớp 8. Mà biết rằng hình lớp 8 là hình khó nhất trong 4 năm. Nhưng mà cái những cái video mình quay á thì cái thông tin kiến thức với mình chỉ là phụ thôi. Cái chính mình muốn truyền tải chính là ý tưởng suy luận bạn. Nếu bạn chỉ cần nắm ý tưởng suy luận của mình thôi thì bạn sẽ nắm bắt toàn bộ cái kiến thức rất là tốt. Vì đây là cách mình đã hướng dẫn các bạn học mình nhiều năm nay. Thì toàn bộ ý tưởng chung của cái này chính là gì bạn? Đó là ông A đẻ ra ông B. Thì ông B sẽ có những tính chất chung của ông A. Và ông B sẽ có tính chất riêng, đúng không ạ? Ông A mà đẻ ra ông B và đẻ ra ông C. Thì ông B và ông C là những ông A đặc biệt. Dù ông B là ông A đặc biệt thứ nhất, ông C là ông A đặc biệt thứ hai. Thì cả B và C đều có những tính chất chung. Nhưng mà những tính chất chung. Còn ở mỗi ông thì sẽ có tính chất riêng. Ở mỗi ông tính chất riêng. Và tính chất riêng là chỉ có ông có thôi chứ những ông khác không có. Vậy thì muốn chứng minh từ ông A mà suy ông B thì cái phương pháp chung đó là gì bạn? Bạn nói ông A, bạn kèm tính chất riêng. Ví dụ tính chất riêng của ông B thì bạn sẽ suy ra A là B. Còn nếu bạn kèm tính chất riêng của ông C thì bạn suy ra A sẽ biến thành C bạn. Đó là cái tư duy chung bạn, Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là hình học, tức là nhìn cái hình để bạn suy ra tính chất. Nên mỗi khi mà bạn học, bạn làm toán hình lớp 8 á bạn, tại vì ví dụ như giáo viên bắt bạn học thuộc lòng, trong sách giáo khoa nó có những cái nội dung là tính chất của hình chữ nhật, dấu hiệu chứng minh hình nhật, bạn phải thuộc các con chữ. Rồi mỗi khi bạn làm bài là bạn phải nhớ tính chất này, tính chất kia, bạn suy ra rất là mất thời gian và mệt. Còn ở đây mình hướng dẫn cái ý tưởng là gì? Ý tưởng mình nói cái những cái ông mình quay quan trọng là ý tưởng. Đó là mỗi khi bạn làm hình chữ nhật đúng không? Thì trong đầu bạn hình dung cái hình chữ nhật. Bạn quan sát cái đặc điểm bề ngoài của nó. Bạn thấy tính chất gì? Thì đó 99% là tính chất trong sách khoa chỉ luôn. 99% là vậy bạn, y chang luôn. Và những tính chất riêng mà bạn suy ra được cũng chính là dấu hiệu chứng minh. Cái phương pháp chứng minh chính là bạn sử dụng những tính chất riêng á, những tính chất riêng mà ổng có. Bạn hiểu chưa? Đó. Ví dụ bây giờ mình nói cái cuối cùng là hình thang, đúng không? Hình thang bạn. Bây giờ hình thang thì bạn biết rồi. Đó là có một cặp cạnh song song, đúng không? Một cặp cạnh song song về mặt định nghĩa. Hình thang có một cặp song song, chỉ còn một cặp thôi, đúng không? Còn ông kia không quan trọng, đúng không? Đây chính là hình thang. Đó, dù ABCD. Cái này mình học từ cấp 1 rồi đó bạn. Đó, đây hình thang. Vậy thì một cặp song song thôi bạn. Như vậy muốn chứng minh một tứ giác hình thang, bạn chỉ cần chỉ nó một cặp song song thôi là coi như xong. Thì đó là hình thang. Bạn thấy không? Cái cặp song song á là tính chất riêng của hình thang mà tứ giác bình thường không có bạn. Không có. Đó. Bây giờ từ hình thang mà chuyển qua hình thang vuông thì biết rất là đơn giản, là có một bạn bằng ép sao cho có một góc vuông, đúng không? Chuyển qua hình thang vuông. Bạn ép sao cho có một góc vuông. Đó bạn, ép cho có một góc vuông. Như vậy chỗ đây có một góc vuông. ABCD. Mà thực ra khi có một góc vuông thì góc ở trên này cũng vuông theo, là vì hai đường AB và CD song song bạn. Như vậy, bạn muốn chứng minh một hình thang ra hình thang vuông thì bạn sử dụng tính chất riêng của nó là góc vuông bạn. Tại hình thang vuông có góc vuông mà hình thang tổng quát không thể có góc vuông được. Hình thang tổng quát không có góc vuông. Mình nghe, hình thang vuông như vậy thì có một phương pháp chứng minh là gì bạn? Đó là ABCD là hình thang. Cách trình bày nè. ABCD là hình thang. Hình thang. Rồi có một góc vuông, đúng không bạn? Đó là bạn sử dụng tính chất riêng là góc A bằng một vuông.
đây là tính chất riêng của hình thang và hình thang vuông. Thì bạn suy ra ABCD chính là hình thang vuông. À đúng không bạn? Hình thang vuông. À bạn suy ra ABCD là hình thang vuông. À. Ôi. Đó. À. Bạn thấy không? Tính chất riêng của nó. Bạn sử dụng tính chất riêng của nó. Và những tính chất riêng này là bạn quan sát bằng hình, bạn nhìn hình bạn suy ra tính chất riêng của nó, à, tính chất của nó. Bây giờ mình sẽ từ hình thang mình sẽ đưa tới hình thang cong. Đó bạn. Thì cái chữ cong đó bạn, cái chữ cong. À. Thì hai bên cân đối đúng không bạn? Vậy thì hai bên này nó chưa cân đối thì mình vẽ cho nó cân đối. À, thế thì bây giờ nhìn cái hình thang cong này mình suy luận được tính chất gì bạn? À, thứ nhất là gì bạn thấy này, các hai cạnh bên bằng nhau, đó bạn, hai cạnh bên bằng nhau. Và hai góc bên bằng nhau, đó bạn. Đó, thấy chưa? Tức là mình quan sát mình thấy đặc điểm như vậy. Tức là những tính chất riêng là gì, mình thấy gì? Bạn sẽ thấy tính chất riêng của nó là gì? À, thứ nhất là bạn có những tính chất riêng là hai cạnh bên phải bằng nhau. Nhớ bạn, hai cạnh bên phải bằng nhau. Rồi. Cái gì nữa bạn? À, cái chỗ này là bạn, hai cạnh bên bằng nhau này nè. Tuyệt đối hai cạnh bên không được song song nha bạn. Tại vì nguyên tắc của hình thang là hai cạnh bên không được song song. Chứ gì nếu hai cạnh bên mà còn song song nữa đây là hình bình hành nha bạn. Ở đây là sự phân biệt giữa hình thang và hình bình hành. Hình thang và hình bình hành. Nha, hai cạnh bên nó không được song song nha bạn. Nó chỉ một cặp song song thôi, còn hai cạnh bên tuyệt đối không được song song. Đó. Nên hai cạnh bên bằng nhau và ở đây phải lưu ý đặc biệt là hai cạnh bên này không được song song. Không được song song, nhớ nha bạn. Không được song song. Nó không song song. Tại vì hình thang cong nó xuất phát từ hình thang đi ra mà, nên nó phải giữ nguyên tắc là hai cạnh bên không được song song. Rồi, tính chất gì bạn? À. Hai góc ở đáy bằng hai cặp góc ở đáy bằng nhau. Hai cặp góc ở đáy bằng nhau. Đáy lớn và đáy nhỏ đúng không? Rồi, vậy là mình quan sát bề ngoài, bây giờ mình quan sát hai đường chéo bạn. Thì mình thấy hai đường chéo là như thế nào? Hai đường chéo bằng nhau bạn, mình thấy hai đường chéo bằng nhau. Đúng không? Như vậy là hai đường chéo bằng nhau. À như vậy, hình thang cong so với hình thang nó có ba tính chất riêng bạn. Tức là hình thang cong nó có ba tính chất riêng mà hình thang tổng quát không có. Vậy thì ba tính chất riêng này cũng chính là ba phương pháp chứng minh các bạn. Như vậy, từ hình thang muốn chứng minh hình thang cong ta có ba cách. Còn từ hình thang đến hình thang vuông có một cách thôi. À, như vậy bạn. Thì cách chứng minh hình thang cong là gì bạn? Bạn nói là ABCD hình thang đúng không? Phương pháp chứng minh là gì? ABCD hình thang, cách trình bày nè. ABCD là hình thang. Rồi bạn gắn tính chất riêng vô. Tính chất riêng. Thì bạn suy ra ABCD là hình thang thang cong. Hiểu không? À. Ví dụ như ABCD hình thang có hai góc ở đáy bằng nhau, suy ra ABCD hình thang cong. ABCD hình thang có hai đường chéo bằng nhau, suy ra ABCD hình thang cong. Rồi, ABCD hình thang có hai cạnh bên bằng nhau. Ở đây nè. Bạn phải để ý nè. Trong sách giáo khoa nó ghi một cái lưu ý là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì chưa chắc hình thang cong. Đúng bạn. Nên ở đây cái yếu tố không song song rất là quan trọng bạn. Tức là khi bạn sử dụng hai cạnh bên bằng nhau thì bạn phải lập luận thêm hình thang có hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh bên ấy không song song thì suy ra đó là hình thang cong. Còn nếu bạn chỉ dừng ở chỗ hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì chưa được phép, không được phép suy ra đó là hình thang cong bạn, vì nó đụng tới hình bình hành.
bạn hình dung cái này không? Nên bạn phải, nếu bạn sử dụng cái hai cạnh bên bằng nhau á, trong sách giáo khoa nó không cho sử dụng nha bạn, nó chỉ nói cho cái yếu tố là gì, hình thang các hai cạnh bên bằng nhau thì chưa chắc đó hình thang cong. Nhưng thực ra cái tính chất hai cạnh bên bằng nhau bạn được quyền dùng nếu như bạn thêm một yếu tố nữa, đó là hai cạnh bên không song song. Vậy thì yếu tố đại độ là gì? Hình thang các hai cạnh bên bằng nhau và hai cạnh bên này không song song thì bạn suy ra hình thang ấy là hình thang cong các bạn. Như vậy chúng ta có tất cả ba cách. Vậy thì mình tổng kết lại cái sơ đồ đây bạn. Sơ đồ đây. Từ tứ giác quan hình thang là một cách thôi. Như vậy quan trọng nhất của video này là hai điều mình muốn nói với bạn là gì. Thứ nhất, ý tưởng đưa ra nha bạn. Và tuyệt đối không học thuộc lòng những cái con chữ trong sách giáo khoa, mà bạn hãy nhìn hình bạn quan sát đặc điểm của nó và những cái đặc điểm riêng chính là dấu hiệu chứng minh luôn bạn. Đó. Ở đây các video này mình chỉ quay về tổng quan, tức là quan sát tổng thể thôi bạn. Còn chi tiết á, thì ở những video sau, những ông khác chi tiết, tức là bạn, mình sẽ giải thích cho bạn nghe tại sao những chất này đúng, có những chất này, tính chất này đúng hay sai, đó là chi tiết. Vậy thôi mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào các bạn.